Đây là cái cốp điện cho xe Mini Cooper 5 cửa này. Đây là một cái hộp điều khiển này. Hộp điều khiển này là Trung Quốc sản xuất nhé. Các bạn lưu ý đây là chỉ là tất cả những cái cốp điện này là đều là hàng do Trung Quốc sản xuất. Chính hãng là không có nhé. Dây này, toàn bộ dây này là cắm rắc toàn bộ luôn này. Và thay hai cái ti cơ bằng hai cái ti thủy lực này. Đó. Đó. Đây là cái bộ khóa điện này. Cái khóa cốp này. Toàn bộ rác này đều là cắm rác hết này, tất cả cái này đều cắm vào hộp này, đó, toàn bộ là cắm rác hết toàn bộ nhé.